Ngôi nhà âm nhạc Star Academy của chúng ta đã đi được một đoạn đường và các thí sinh của chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình. Giờ đây, tất cả quý vị hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời của các thí sinh của chúng ta nhé. Những hình ảnh vô cùng tuyệt vời của các thí sinh trong đêm thi đầu tiên. Và nếu như quý vị yêu mến thí sinh của mình thì hãy cùng chúng tôi nhắn tin đến mã số tổng đài 7357, mã số của thí sinh, bởi vì tổng đài của chúng tôi sẽ đóng trong một vài giây nữa thôi. Quý vị hãy cùng nhanh tay nhắn tin mình chọn cho thí sinh của mình nhé. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với MC Tuấn Tú để xem rằng vị khán giả nào sẽ may mắn nhận được giải thưởng trị giá 5 triệu đồng. Vâng, xin được cảm ơn MC Yến Trang. Và bây giờ thì chính thức tổng đài 7357 của chúng tôi đã được đóng lại. Bây giờ thì Tuấn Tú sẽ làm một cái công việc hết sức quan trọng, đó là chọn ra quý vị khán giả nào là người may mắn nhận được giải thưởng của chương trình. Như chúng ta thấy ở đây, đây là có một chiếc laptop và chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên quý vị khán giả nào may mắn sẽ nhận được giải thưởng của chương trình. Bây giờ tôi sẽ ấn ạ. Vâng, các số đang chạy rất nhiều và nó sẽ dừng lại ở con số nào đây? Xin mời. Đó là số 01287168440. Xin chúc mừng. Và xin chúc mừng quý vị khán giả đã nhận được giải thưởng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt của chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc Star Academy. Và giờ đây sẽ là giây phút vô cùng hồi hộp và quan trọng. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại 10 thí sinh của Ngôi Nhà Âm Nhạc Star Academy 2012. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt chúng ta chính là 10 thí sinh của Ngôi Nhà Âm Nhạc 2012. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc chắn ở trong đêm nay sẽ có một thí sinh sẽ phải dừng bước ở đây. Cùng với chiếc vali của mình sẽ rời khỏi hành trình của Ngôi Nhà Âm Nhạc Star Academy 2012. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đến phần công bố điểm của ban giám khảo. Xin bây giờ hãy cùng đến với phần công bố xem ai sẽ là người đi tiếp và ai sẽ là người ở lại. Bây giờ thì xin hỏi một chút ban giám khảo, tâm trạng của ban giám khảo giờ này như thế nào với việc là chúng ta sẽ sắp phải chia tay một
em thí sinh ở đây. Xin mời ca sĩ Đoàn Trang. Ngưỡng mộ các bạn bởi vì các bạn đã bước vào cuộc thi với tất cả các nhiệt huyết của mình. Và bây giờ thì nếu như phải nói lời chia tay với chương trình thì Trang cho rằng chúng ta không nên buồn, bởi vì các bạn rất là may mắn hơn tụi Trang ngày xưa. Mình được tham gia trong một chương trình quá lung linh, quá đẹp. Mình được trang điểm, làm tóc, mặc đồ đẹp, được chuẩn bị vũ đạo, tất cả mọi thứ rất tốt. Cho nên đây là một trong những cái bước đường chấp cánh cho các bạn những cái con đường dài sắp tới nữa. Trang mong là tất cả mọi người hãy vững tin về tương lai của mình ha. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Đoan Trang. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hỏi một chút với người đạo diễn khá là khó tính và cũng có rất nhiều những lời chê cho các bạn thí sinh. Nhưng những lời chê này tôi nghĩ rằng là những lời chê rất là thiện chí dành cho các bạn, đúng không ạ? Để các bạn cố gắng hơn ở những đêm thi sau. Đó là đạo diễn Lê Hoàng. Xin mời, anh có cảm nghĩ gì? Đầu tiên nếu tôi có nói gì mà các bạn không vui thì các bạn đừng buồn, vì tôi là người lại vào chung kết của Việt Nam Act Talent. Cái cuộc thi và chắc chắn sẽ diễn ra. Còn cái việc hôm tối nay á, nếu có bạn nào phải rời đi, tôi nghĩ rằng các bạn không có gì phải lo lắng cả. Càng ngày trên truyền hình cũng như ngoài cuộc sống càng có nhiều cuộc thi, ngoài cuộc sống càng có nhiều cuộc thi. Và cái việc một thí sinh mà trượt trong cuộc thi này và đỗ giải nhất trong cuộc thi kia là chuyện rất bình thường. Cho nên là các bạn còn rất nhiều cơ hội và rất nhiều hy vọng. Như tôi này, chẳng hợi cái thời của tôi chẳng có thi gì cả và chẳng có đậu gì cả. Tôi không bao giờ có một cái ý nghĩ có thể bước nổi lên sân khấu. Thành ra bây giờ tôi phải cố gắng để ngồi ra đằng sau. Đấy là một nỗi bất hạnh mà tôi nghĩ rằng các bạn sẽ không phải gánh vác. Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ cảm xúc vừa rồi của đạo diễn Lê Hoàng. Bây giờ thì không để cho quý vị và các bạn phải chờ lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của cuộc thi ngày hôm nay. Ai sẽ là người đi tiếp, ai sẽ là người sẽ ở lại? Xin mời. Và bây giờ thí sinh đầu tiên bước vào vòng tiếp theo của ngôi nhà âm nhạc Star Academy 2012, đó chính là thí sinh Tăng Ngọc Tuyền. Vâng, vậy là Tăng Ngọc Tuyền đã là người đầu tiên có mặt ở vòng tiếp theo. Bây giờ sẽ là thí sinh nào đây? Đó chính là thí sinh Phạm Quốc Huy. Xin chúc mừng. Và thí sinh tiếp theo bước vào vòng tiếp chính là số báo danh 04, Lê Thị Hải Yến. Thí sinh có mặt ở đêm sau sẽ có số báo danh bây giờ là 05, Hoàng Thị Yến Chi. Và người tiếp theo bước vào vòng trong chính là thí sinh số báo danh 03, Lưu Thế Việt. Số báo danh 01, Thiều Thị Trâm. Thí sinh Huỳnh Lê Đặng Hoài Phong 09. Và thực sự là đến giờ phút này đây thì Tuấn Tú không muốn đọc một chút nào. Đây là cái phần bắt buộc của bất kể một cuộc thi nào, nhưng thật sự là đây là phần mà những người MC như chúng tôi không hề muốn đọc. Nhưng bây giờ thì chúng ta vẫn phải tiếp tục để đến với những người tiếp theo có mặt và ai sẽ là người ở lại đây. Bây giờ cái tên được tiếp tục có mặt ở vòng thi sau đó là người có số báo danh 07, Ngô Thị Tiên. Yến Trang này, bây giờ chỉ còn có hai bạn nữa thôi, bạn nghĩ sao? Vâng ạ. Khi mà có hai thí sinh đứng trên sân khấu thì dĩ nhiên là chúng ta đều sang những cái chia sẻ đều cho hai thí sinh, bởi vì không ai muốn rời khỏi cuộc thi ngôi nhà âm nhạc cả. Và hy vọng rằng cho dù có bước tiếp hay là ở lại thì thí sinh của chúng ta đêm nay đều đã cống hiến hết sức mình những gì mà họ đã học tập trong ngôi nhà âm nhạc. Và bây giờ sẽ là kết quả cuối cùng của đêm thi đầu tiên ngày hôm nay. Thí sinh nào sẽ phải ra đi? Vâng,
Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù không muốn nhưng Tuấn Tú vẫn phải đọc thí sinh tiếp theo sẽ có mặt ở đêm thi kế tiếp. Ai sẽ là người may mắn đây? Đó chính là số báo danh 10, Nguyễn Thị Tuyết Trâm. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Tuyết Trâm, bạn đã bước vào vòng tiếp theo của Ngôi Nhà Âm Nhạc. Vâng, và vậy là Nguyễn San Tùng của chúng ta đã phải dừng cuộc chơi ở đây và chiếc vali sẽ cùng bạn Nguyễn San Tùng của chúng ta trở về. Và tôi nghĩ rằng Nguyễn San Tùng hôm nay cũng đã cháy hết mình, đã bùng nổ hết mình. Nhưng thật là tiếc, trong mỗi cuộc chơi chúng ta đều phải chấp nhận sự thắng và thua, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ còn nhớ mãi một bạn Nguyễn San Tùng với rất nhiều những kỷ niệm với Ngôi Nhà Âm Nhạc 2012 của chúng tôi. Và chúc mừng cho 9 thí sinh còn lại, chúng ta hãy cùng cố gắng phấn đấu và hãy cố gắng tỏa sáng hơn nữa ở những vòng thi tiếp theo của Ngôi Nhà Âm Nhạc Star Academy 2012. Và kính thưa quý vị và các bạn, những giọt nước mắt đã rơi và hy vọng rằng những giọt nước mắt hạnh phúc này sẽ giúp cho các bạn thí sinh của chúng ta có thêm thật nhiều niềm tin để chiến thắng. Cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim, hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Và để một ngày mai chỉ có niềm vui. Mỹ phẩm Nibo hân hạnh tài trợ cuộc thi Ngôi Nhà Âm Nhạc. Phải đẹp chứ phải lo âu, đừng lo da sạm, đừng quên nét ngà. Trắng đẹp là để kêu xa, còn làn da đẹp mới là đáng yêu. Sparrow trắng và trắng hơn nữa, đẹp và đẹp hơn nữa. Những vết nhăn bên ngoài dù là rất nhỏ cũng có thể gây ra tác dụng. Ứng dụng công nghệ ưu việt nhất từ Dove, dòng Dove ngăn rụng tóc mới, nuôi dưỡng và giúp tóc chắc khỏe ngay từ chân tóc. Dòng Dove ngăn rụng tóc mới, ngăn rụng tóc hiệu quả chỉ trong 2 tuần. Cùng Dove yêu tóc.